Rồi, hôm nay chúng ta sẽ vô học cái nội dung là hôm bữa có một bạn đặt câu hỏi cho cô ra sự khác biệt của mô oscillin và mô sin là gì. Thật ra nó rất là đơn giản và tương đối là đơn giản, không có gì đặc biệt hết. À, đầu tiên khi mà nói mô os và mô oscillin thì chúng ta sẽ phải là tìm hiểu về ý nghĩa của nó. Trong tiếng Hàn, mô os có nghĩa là cái gì, còn mô sin nó là cái nào hoặc là loại nào. Muot là cái gì? Còn cái nào, loại nào? Nếu mà các bạn học tiếng Anh, các bạn sẽ biết là muot có nghĩa là what. Còn muosin là which. Là hai cái sự khác biệt khác nhau. Và muot là nó có tồn tại được những cái dạng viết tắt như thế này. Ví dụ muot thì có thể là mùa. Mùa. Còn muosin thì có thể là muol. Muol. Thì hai cái này là dạng viết tắt của muosin và muot. Và bạn đầu tiên là bạn phải nắm được hai ý nghĩa của nó nhé, hai ý nghĩa khác biệt của nó ha. Rồi, cách dùng của nó như thế nào? Cách dùng thì cũng rất là đơn giản, hôm nay cô sẽ chỉ trình bày trong câu hỏi thôi. Và thật ra là các bạn sẽ thấy ở trong câu từng thuật nữa, câu phủ định hay những gì nữa, nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ thấy nhiều trong câu hỏi, cho nên cô sẽ trình bày phần câu hỏi mà thôi. Mua sân thì phía sau của nó sẽ là một danh từ chung. Thường là nó sẽ là một danh từ hoặc là một danh từ chung. Để cô sẽ đánh lại cái này, một danh từ hoặc là một danh từ chung. Còn muosin thì muot thì đằng sau của nó sẽ là ul. Rồi muosin cộng với tính từ hay động từ dùng để hỏi, đó là cấu tạo hay sự khác biệt của nó. Ví dụ cô nói lại nha, sau muosin là một danh từ chung hoặc là một danh từ. Đây, ở đây cô viết thiếu nữa, phải có thêm một danh từ nữa. Còn sau muot thường là nó sẽ là một trợ từ ul để tạo thành muosin, rồi sau đó tính từ hoặc động từ dùng để hỏi. À, ví dụ muosin iri isayo, il là công việc, sự việc, việc gì xảy ra, việc muosin iri isayo. Vậy thì cái chữ il này nó có nghĩa là danh từ chung, việc, danh từ chung của một cái việc. Ví dụ bạn nói là việc rửa chén, việc lau nhà, việc sắp xếp hay là việc gì đó, thì cái chữ việc đấy trong tiếng Việt nó là danh từ chung. Thì ngay sau danh từ muosin nó sẽ, sau muosin sẽ là danh từ chung. Muosin iri, có việc gì vậy, có chuyện gì vậy. Rồi, hoặc là trong trường hợp bạn sẽ nói nó một câu dài nha. Muosin quay, muốn quay rừng cho éo, muốn quay rừng cho éo. Bạn thích loại trái cây nào? Ở đây bạn sẽ thấy có hai câu này cô cho hai cái vị trí khác biệt nhau. Muốn xuân y đi thì dùng y, còn muốn xuân quay rừng cho ơi. Ở đây bạn sẽ thấy là nó sẽ tùy theo cái động từ hoặc là tính từ kèm phía sau của nó thì nó sẽ thể hiện. Thì sau cái danh từ nó có thể là trở thành chủ ngữ của câu, hoặc có thể nó chỉ là một túc từ của trong câu mà thôi. Thì như thế, nhưng mà các bạn điều quan trọng ở đây các bạn phải nắm là muosin nó luôn luôn đứng trước một danh từ hoặc một danh từ chung. Rồi, cái thứ hai là muop. Muop thì như thế nào? Muop thì sẽ đi cùng với lại một cái phía sau của nó sẽ là động từ hoặc tính từ. Ví dụ muosin một cái ô, mua xin mọc khéo, mua xin mọc khéo. Bạn ăn gì thế? Mua xin cho éo, mua xin cho éo. Bạn thích cái gì? Mua xin mọc khéo, mua xin cho éo. Bạn sẽ thấy có sự khác biệt ở đây nha. Đây là mẫu câu gọi là đơn giản nhất để cho các bạn có thể hiểu. Đó. Và các bạn lưu ý là sau mua xin thì dùng danh từ chung hoặc danh từ riêng ha. Đơn giản chỉ có thế thôi. Cô sẽ gửi cái file này lại cho các bạn ở trên trang ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học nội dung bài mới. Cô stop cái này nha. Hôm bữa thì cô nói là chúng ta sẽ học môn bài nói của cái môn này, môn của bài số 8, của bài số 9 đó. Nhưng mà bài số 9 ấy, thì bây giờ chúng ta do thời gian mà bên trung tâm nhắn với cô là rút ngắn thời gian để dạy lại nhé. Thì cô sẽ để cho các bạn cái phần nói này này. Phần nói của bài số 9 hôm bữa. Và các bạn về nha, các bạn tự làm ha. Tự làm.
Và rất tiếc là không có ai, nếu trong trường hợp các bạn không có ai tập nói thì các bạn tự nói một mình. Tập nói một mình ở nhà ha. Rồi cái bài này khá là thú vị bởi vì nó chỉ về phương hướng thì sẽ có rất nhiều cái để các bạn nói. Đặc biệt là trong cái mẫu bài số 2 này này. Như thế ha. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài khác. Và chúng ta sẽ qua bài khác, chúng ta sẽ qua bài 10, bài số 10. Các bạn nhìn thấy trên màn ảnh cô chia sẻ chưa ta? Thấy chưa các bạn? Rồi ha. Các bạn thấy thì các bạn cho cô một tin nhắn. Ok, được rồi ha. Bài số 10 chúng ta sẽ học về ca trục. Ca trục là gia đình. Ca trục. À, gia đình. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về định từ chỉ số lượng. Rồi chúng ta học về kê so, chúng ta học về mẫu mẫu UC, rồi chúng ta dùng cái chúng ta sẽ có cái từ mà chúng ta giản lược nếu như kết hợp phía sau của nó là một cái đặc trưng nào riêng. Đó là nội dung bài học chính của ngày hôm nay, thì cô sẽ cố gắng đi nhanh để các bạn tập nói. Đầu tiên thì chúng ta sẽ coi những cái từ cơ bản về gia đình. Cơ bản gia đình này thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nó giống một cây family tree, là cây phả hệ ha. Thì là từ trên ông nội ông ngoại xong với xuống bố mẹ rồi đến anh trai chị gái rồi xong bắt đầu lại em trai chị gái gì đó rồi. Vậy thì như thế là Harabachi là ông nội, còn quê Harabachi, quê Haraba, quê trong chữ quê có nghĩa là ngoại ấy, ví dụ he quê là nước ngoài ấy, quê chul đi ra ngoài, quê bu bên ngoài, bộ phận bên ngoài. Quê có nghĩa là bên ngoài ha. Thế là quê Harabachi, ông ngoại. Vậy tương tự như vậy chúng ta có Harmony thì có nghĩa là quê Harmony. Nếu như bà nội là Harmony thì là bà ngoại là quê Harmony. Các bạn nhớ dùng cho cô hai cái này nha, không có các bạn hành lộn. Rồi sau đó sẽ xuống là bố là Abachi, Harmony mẹ ha. Anh trai oppa, chị gái oni là nam tông sen, nhưng của anh trai chị gái rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một đặc điểm như thế này, nếu như tôi là tôi ở đây nhé, nếu như tôi là chị là con gái, nếu tôi là con gái thì anh trai của tôi sẽ gọi là oppa. Nếu như tôi là con gái ha, thì anh trai của tôi sẽ gọi là oppa. Và chị gái của tôi sẽ gọi là oni. Nhớ nha các bạn nha, nếu như tôi là con gái, nếu như tôi là con gái, nếu như các bạn là con gái thì anh trai của các bạn bạn sẽ gọi là oppa. Và chị gái của bạn sẽ gọi là oni. Và nếu mà em thì các bạn sẽ là tông sen, thì chúng ta sẽ có nam tông sen, nam là con trai và chúng ta sẽ có giao tông sen, nữ là con gái, nam tông sen là em trai, giao tông sen là em gái, và các bạn sẽ phân biệt như thế này. Trường hợp thứ hai, nếu như tôi là nam, nếu tôi là con trai thì anh trai của tôi sẽ gọi là hyeong. Và chị gái sẽ là Luna. Lại nha, cô nói lại ha. Nếu như tôi là con trai thì anh trai sẽ của tôi sẽ gọi là Hyeong, còn chị gái của tôi sẽ gọi là Luna. Vậy thì tổng kết lại như thế nào? Sự khác biệt đó là bạn là con trai hay là con gái. Nếu mà con trai thì sẽ là gọi theo một cách khác. Và nếu bạn là con gái thì bạn sẽ gọi hai anh chị lớn của bạn, anh chị lớn của bạn sẽ theo một cách khác. Còn đối với việc mà là em thì các bạn chỉ cần thêm là nam hoặc do thôi, sau chữ tông sen là đủ ha. Tông sen có nghĩa là em. Thường nếu các bạn sẽ thấy người ta sẽ chỉ nói là tông sen nghe. Còn nếu qua trong trường hợp có ở nhà có em trai và có em gái nữa, hai người hay ba người thì em sẽ nói là nam tông sen.
hoặc là giao thông xanh để phân biệt ra ha. Rồi, giờ cô sẽ mời một bạn đọc tiếp cô. Ai đọc thì giơ tay nha. Cô mời Khang nha, Khang giơ tay trước nha. Khang đọc tiếp cô. À nha, xin À nha, hay sao? À, Khang đọc cho cô tới bố mẹ thôi nha, tới bố mẹ. Ha Amoni Đọc tay chứ. Ha Harabachi. Harapochi Harmony P Harapochi P À, ở đây là quê, không phải là quê nha, Harmony quê. Quê Harabachi. Quê Harapochi Đúng rồi. Quê Harmony Đúng rồi. Apochi Harmony Đúng rồi. Rồi, cảm ơn Khang. Rồi, tiếp theo cô mời một bạn đã đọc xuống bên dưới con. Trang, Trang hai chữ L. Trang ơi. Hello, Nhanh sao Trang đọc cái này cho cô bên dưới nha cô. Oppa, Onni, Na, Nam Tông Sen, Rang, Nunna, Na, Yo Tông Sen. Rồi, chan hết rồi ta. Rất tốt ha. Rồi, em tắt cái cho cô. Rồi, các bạn à, cô cho các bạn khoảng 1 phút. Các bạn không cần học thuộc ngay, nhưng mà các bạn nhớ lại những gì cô vừa mới nói để mình nhìn vào cái mẫu chữ đó. Cho các bạn 1 phút là các bạn nhớ lại là cái gì cô vừa nói, cái gì và sự khác biệt của nó là như thế nào. Các bạn nhớ cái đó trước cho cô. Các bạn nhớ những cái điểm là quê này, khi này quê này, quê này. Rồi cái này là la, nếu mà con gái này thì con trai thì như thế nào, thì oppa này, oni này, làm đông xe này. Tức là các bạn định hình trong đầu mình trước đã, không cần phải học thuộc lòng. Tập trung nha, 1 phút nha, 1 phút cho các bạn định hình các từ như thế nào. Rồi, rồi nha, các bạn là không hiểu được nha, hiểu được cái cấu tạo trong một gia đình, cái gia phả trong một gia đình thì sẽ có những cái người như thế nào và bạn gọi tên là như thế nào, gọi cái xưng, danh xưng của họ là như thế nào. Các bạn gây nắm được rồi ha. Nắm được thôi chứ học thuộc lòng thì vẫn chưa thuộc đầu có biết mà. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một phần đó là nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Nghề thì chúng ta có một số những cái nghề tiêu biểu như là giáo sư, nhà nghiên cứu, bộ đội, doanh nhân, luật sư, cảnh sát, người thông dịch, nông dân. Và thứ hai chúng ta sẽ có những cái từ vựng liên quan đến nghề nghiệp, ví dụ kinh doanh, buôn bán, đi công tác gì đó. Các bạn nghe và lặp lại cho cô nha. Kyo su, yon kuon, kunin, kunin, các bạn nói lên nha. Saop ka, saop ka. Khán hô xà, khán hô xà, khán chăn quản, khán chăn quản, khán chăn quản, từ này khó ha. Thông dọc xà, thông dọc xà, nông vụ, nông vụ, ta sẽ hàm bán. Kêu sử, yon cu quần, khu nìm, xa ấp cả. Tao cả khán hô xà, khán hô xà, khán chăn quan, khán chăn quan, thông dọc xà, thông dọc xà, nông vụ, nông vụ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một số từ liên quan đến nghề nghiệp. Ví dụ bạn làm kinh doanh thì là sao open hả ta, sao open hả ta. Và nếu bạn làm buôn bán là chàng sarun hà ta, chàng sarun hà ta. Còn nếu bạn đi công tác là chun chàng ơn ta, chun chàng ơn ta. Các bạn nhớ nha, đi công tác chun chàng ơn ta. Còn nếu mà chúng tôi chỉ là đi công công tác chun chàng ơn cả, chun chàng ơn hà ta, cái này cũng có, nhưng mà các bạn nhớ cái chữ này không, chun chàng ơn cả ta, đi với cả ta ha. Ở đây sẽ có một số cái lưu ý về điểm ngữ pháp là như thế này. Trong giao tiếp hàng ngày khi nói về những nghề nghiệp như nông dân, người kinh doanh,
Nói về nghề nghiệp ha, về người nông dân hay là kinh doanh thì các bạn không dùng là nông phu, bạn sẽ không nói là tôi là nông dân hoặc là tôi là sao ca, tôi là doanh nhân nha. Bạn sẽ không nói là tôi là doanh nhân, tôi là nông, tôi là sao ca, tôi là nông phu, mà các bạn phải đi theo kiểu là nó phải đi theo một cái cụm có động từ vào trong đó nữa. Và lưu ý hai cái nghề này nha. Nông sa chít tà có nghĩa là làm nông. Nông sa chít tà làm nông, ví dụ bạn nói là tôi làm nông nghiệp chứ không phải tôi là nông dân, công việc của tôi là làm nông nghiệp chứ không phải là tôi là nông dân, thì các bạn phải nói là cho nên nông sa rơn chích xin tà, cho nên nông sa rơn chích xin tà, các bạn sẽ không nói cho nên nông bùi người ta, sẽ không nói như thế ha, hoặc là cho nên nông bùi rơn chích chích xin người ta, cái đó là sai ha. Cũng tương tự như vậy khi bạn nói là kinh doanh thì các bạn sẽ nói tôi là nên sa ốc gì ta, các bạn sẽ không nói như thế mà các bạn là nên sa ốc hà ta, kinh doanh là nên sa ốc hà ta, tôi làm kinh doanh là nên sa ốc hà ta. Đây là hai cái từ mà cô lưu ý là các trường các bạn sẽ bị lộn đấy. Nông vụ đó là khi mà bạn giới thiệu nghề nghiệp là cứ sa ơn sao cày ta nè bao chi nên nông bùi ta, bạn giới thiệu nghề nghiệp thì đã cần bạn nói, hoặc là trong trong cái hồ sơ gì đó, ví dụ đó là nghề nghiệp của bạn ấy, họ sẽ là nghề nghiệp hai chấm, ví dụ tôi là sinh viên hắc sen, tôi là piano sa luật sư, tôi là doanh nhân sao opca, là bạn sẽ nói nghề nghiệp hai chấm là cái gì đó nông bù, thường là trong những cái văn tự hành chính các bạn sẽ thấy rất là nhiều, rất rất là nhiều luôn, khi mà khai kê khai nghề nghiệp lên đó, giống như ở Việt Nam mình khi mà mình làm một cái sơ yếu lý lịch ấy, mình cũng kê khai nghề nghiệp của ai đó ra, nghề nghiệp của mình là cái gì đó, thì các bạn sẽ dùng cái từ này các bạn sẽ thấy nhiều hơn. Hoặc là sau này trong khi mà bạn đọc sách về một cái văn bản văn tự nào đó về một ai đó thì các bạn cũng thấy người ta sẽ gọi sao ca hoặc là nông vụ. Rồi, được chưa? Bây giờ cô sẽ mời một bạn đọc giùm cô ha. Linh Thiên nào. Cô mời Linh Thiên đọc hết giùm cô luôn. Linh Thiên có đó Dạ có không? Rồi, Linh Thiên đọc giúp cô. ạ. Kyu Rồi, thì nghe lại nha, nghe theo cô. Kyo, kyo. Âm này là âm O nha, yo. Kyu Không phải là kyo, mà là à kyo. Kyu O. à Kyo. Kyu Đúng rồi, đúng rồi. Kyu Đúng rồi. John Kuhn Kunin sa ốc ca Sao? piên hô sa Sao ốc gà. Cái này là ga chứ không phải là ca. Sao ốc gà. sa ốc ca Rồi. piên hô sa Phải. kiêng cha quản thông dọc sa nông phủ Linh Thiên sa ốc ơi, Linh Thiên đọc. dạ Đợi một chút. Linh Thiên đọc sai những cái từ là âm két. Nguyên âm két. Ví dụ là kêu. Ok. Pion, Kion, Yon, Yop. Dạ. Rồi những cái từ đó là em hay bị sai ha. Dạ vâng ạ. Rồi em đọc tiếp giúp cô. Sa open ha ta. Chang sa rin ha ta. Chu chang un ka ta. Chul. Chul. Vừa Chul. là âm bạch Chul. hơi mà là còn có riêng nữa, rất là khó đọc chậm chậm đó. Rồi, cảm ơn Linh Thực Thiên nhé. tế Linh nó Thiên khó về nhà luyến. Linh Thiên về nhà luyện đọc những cái âm mà cô vừa nói Dạ, vâng, em cảm ơn. ha. Rồi, cô mời Thùy Liên đọc lại giúp cô nè. Châu Sư Nhân Phu Quân Quân Ninh Sao Ca Quân Hô Sa
con trai con, ông nhóc xa, mong bù, sao tư hà tà, trang xa rừng hà tà, chun trang rừng hà tà. Rồi, cảm ơn thầy Liên đọc tốt rồi ha. Rồi, cô sẽ cho các bạn cô sẽ cho các bạn một phút để hãy nhớ những cái nghề này. Một phút ha. Bởi vì sao bí quyết mà học từ vựng tiếng Hàn ấy, thế là như thế nào? Bạn tra từ điển cái từ đó xong, bạn học xong, bạn nhịp cái thấy cái từ đó ha. Bạn không biết nghĩa của nó là gì ha. Bạn tra từ điển của nó xong đúng không? Rồi bạn sẽ thường cái thói quen của mình là bạn tra xong cái bạn lướt đi tiếp, bạn tìm cái từ khác bạn lại tra tiếp. Nhưng mà thật ra bí quyết của học tiếng Hàn mà học từ vựng ấy, bạn tra cái từ đó xong, bạn quay ngược lại, bạn đọc lại cái từ đó một vài lần để nó cùng cái nghĩa đó, thì đó bạn sau này bạn sẽ gặp cái những cái từ mới bạn học, bạn sẽ rất là dễ nhớ bằng theo cái cách này. Còn nếu trong trường hợp bạn nghe là kyosu, giáo sư, bạn tra cái từ đã xong rồi, yonkuwon, bạn vội vàng đi qua từ mới, bạn vội vàng đi qua từ mới luôn, thì coi như là sau này bạn quay lại bạn học nó sẽ rất là khó để cho các bạn nhớ. Cho nên giống như bạn học phải làm một cái gọi là quấn chiếu rất là rõ ràng, cái từ nào xong mà bạn phải quán triệt cái từ đó bằng cách như thế nào. Sau khi bạn tra cái từ vựng ra xong, bạn quay ngược lại, bạn đọc cái từ đấy ít nhất cho cô là 5 lần. Ít nhất nha, ít nhất là 5 lần. Ít nhất 5 lần mỗi là một từ. Thì sau này các bạn sẽ rất là nhớ, rất là kỹ. Đây là một cái bí quyết mà rất là ít nhiều người nói cho các bạn học cách từ vựng học như thế nào. Cho nên cô sẽ chia sẻ với các bạn như thế. Rồi, được chưa? Về nhà học theo đúng cái cách như cô chỉ ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vô một số những cái ngữ pháp cơ bản. Ngữ pháp cơ bản này hôm nay thì cái nội dung này thì bữa chúng ta đã học rồi, đó là khi nói về số lượng, về lượng từ thì một số, thì khi mà một cái danh từ mà có lượng từ đi kèm cộng theo số đếm, cô nói lại, danh từ mà có lượng từ đi kèm cộng theo số đếm thì chúng ta sử dụng hệ thống Hàn Hàm, hệ thống số Hàn Hàm. Và hôm nay cái nội dung chúng ta sẽ học đó là nói về tuổi tác. Thông thường tuổi tác thì sẽ đi hệ thống là Hàn Hàm như thế này, bạn sẽ thấy là bạn sẽ gặp người 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi gì đó. Thì các bạn liên tục sử dụng hệ số, hệ thống số Hàn Hàm giúp cô. Và đây nó sẽ có một cái gọi là biến âm. Đúng không? Bữa chúng ta học là Hana, Tu, Tu, Set, Net gì đó đúng không? Thì nó sẽ biến nè. Không nghe thấy cô nói gì hả? Nghe được chưa? Các bạn nghe được chưa? Cô để cái mic sát vào miệng cô luôn rồi đó. Bạn sẽ thấy là cái cô nói tiếp ha. Nó sẽ bị biến âm, giống là mu sul, sumul, sumul. Đúng rồi, sumul thì nó sẽ này sẽ biết tên là sumu. Ở đây cô sẽ mời một bạn đọc cái chữ này cho cô này, để các bạn nhớ con số này chúng ta sẽ làm. À thôi, cô sẽ nói cái này đi. Ví dụ Tường năm nay 20 tuổi. Tường năm nay 20 tuổi. Nhà Tường năm nay. Hoặc là tôi 22 tuổi. Anh trai tôi 34 tuổi. Lại ha. Tường năm nay 20 tuổi. Tôi 22 tuổi. Anh trai tôi 34 tuổi. Vậy thì như thế nào? Thường xin đơn. Olhe là năm nay. Hôm bữa chúng ta học cái này rồi. Olhe. Olhe. Sumu sal nimita. Sal là tuổi ha. Sal là tuổi. Thường xin ơn ổ rè. Sumu sal nimita. Bạn sẽ thấy là sumu ở đây, bạn sẽ mất đi riêng. Và sẽ chỉ đọc là sumu san nimita. Sumu san nimita. Cho nên sumu thu san nimita. Cho nên sumu. Và khi bạn sẽ thấy là sumu nếu mà nói 20 thì nó mất đi. Nhưng mà trong trường hợp 22 thì lại không mất. 21 nó không mất đi nha. Các bạn lưu ý hôm bữa cô đã trình bày cái này, nội dung này rồi.
22살입니다. 22살이에요. 우리 형은 34살입니다. 34살입니다. Bây giờ cô sẽ nhờ một bạn đọc ví dụ giúp cô. Là giơ tay nha. Hồng Nhung Nguyễn. 안녕하세요. 아, Hồng Nhung Nguyễn đọc cho cô hết 3 câu này. 어, 당신은 올해 스무산입니다. 저는 스문두 산 사리 사리예요. 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 우리 형은 34살입니다. đúng rồi, em nhớ ở đây nhá. Salimita, nối âm lên nhá. Nối âm lên. Sariel. Salimita. Salimita. Rồi nối âm hết lên nhá. Rồi. Cô sẽ mời một bạn nữa đọc giúp cô hết luôn cái số này, số hết những cái câu này. Cô tranh thủ để cho sửa âm cho các bạn nhá. Hết rồi hả? Thì lên rồi đúng không? Trang trang không? Ủa, hôm nay sao không có nhiều người giơ tay vậy? Như bạn chắc không ai giơ tay hết. Nguyễn Thảo. Cô mời Nguyễn Thảo nào. Nguyễn Thảo đọc hết cho cô nào. 안녕하세요. 안녕하세요. 열, 스물, 서른, 마흔, 쉰, 예순, 일흔, 여든, 아흔, 백. 당신은 올해 20살입니다. 저는 22살이에요. 우리 형은 34살입니다. 자, Thảo ơi, em đọc em bị sai một cái này rất là cơ bản. Là chữ sờ này, chữ si ốt. Các bạn đang không lưu ý là nó ghi chữ sờ này như thế này là bạn phải đọc như chữ x xì chứ không phải uốn lưỡi trong tiếng Việt nha. Không được uốn lưỡi ra, em nghe cô nghe giọng của em là em đã uốn lưỡi hết rồi, cho nên em đọc cái này nó giống như chữ x xì trong tiếng Việt đó. Yeah. S rồi về sửa lại giúp cô ha. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua một nội dung mới ha. Rồi chúng ta sẽ học thêm một cái là kế sở. Kế sở ở trong tiếng Hàn á, như hôm bữa cô đã trình bày với các bạn đó là nó sẽ có hai dạng hình thức để nói chuyện với nhau, đó là nó dùng là ban ban, có nghĩa là nói ăn văn nói xuồng xã với bạn bè với những người thân quen thì chúng ta dùng là balman. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta phải dùng đối với người bên trên thì chúng ta phải dùng kính ngữ. Chúng ta phải sử dụng kính ngữ, không được sử dụng theo kiểu văn nói xuồng xã. Thì các bạn sẽ chuyển qua làm kính ngữ. Vậy thì hôm bữa chúng ta đã học là iga ân nên rồi đúng không? Iga ân nên rồi. Có lẽ các bạn vẫn chưa phân biệt được iga ân nên rồi. Nó sử dụng như thế nào thì bài học tới thứ sáu, thứ sáu của bạn, thứ hai tuần sau đây cô sẽ phân biệt cho các bạn là đưa ra tất cả các trường hợp iga với unden nó khác nhau như thế nào để sau này các bạn tránh tình trạng các bạn dùng sai, bởi vì cái này ngữ pháp rất là cơ bản. Còn quay trở lại vấn đề, vậy thì hình thức kinh ngữ của iga là gì? Đó là kesa. Ở đây nói hết rồi nhưng cô không có đánh ra nữa. Kesa, hình thức kính ngữ của iga là kesa. Còn hình thức kính ngữ của unnen là kesonen. Kesonen. Cô nói lại ha. Hình thức kính ngữ của iga là kesa. Hình thức kính ngữ của unnen là kesonen. Kesonen. Nha, nhớ nha. Rồi cô sẽ đọc là bố đến. Bố là cha, là cha là mẹ, cho nên là người chúng ta phải sử dụng cái như 아버지 께서 오십니다. 오십니다. Vừa đây các bạn sẽ có là âm si rồi đó, 오십니다. 선생님께서 전화를 하셨습니다. 할아버지께서
텔레비전은 봅니다. 엄 nội xem TV. Thầy đã gọi điện thoại, bố đến. Các bạn sẽ thấy chủ ngữ trong những câu này là đều là những người mà chúng ta phải làm trong tình trạng là kính trọng, cho nên là chúng ta phải dùng momo keso, keso nên ha. Tôi sẽ mời mời một bạn đọc lại ví dụ này giúp cô. Ai chưa giơ tay nhỉ? Khánh Trang, cô mời Khánh Trang. Các bạn liên tục giơ tay nhưng cô sẽ gọi hết. Khánh Trang đọc cho cô. Dạ, cảm ơn cô. Nha, sao? Đọc ba câu đó rồi. Đúng rồi, đọc cho cô. Dạ. À, bác sĩ đề xa, ô xin mì bà. Thân sinh đề xa, cho hai xa xin mì bà. Hai là bác sĩ đề xa, nhưng thay lời khi chân như, ô xin mì bà. Chân hai xin mì bà. Rất dễ ha các bạn ha. Rồi, tiếp theo. Điểm ví dụ momo ushida. Ở trên đây các bạn gặp cái này các bạn hơi hiểu là ushimida, chứ không phải omida. Chon hoa ha sotsimida. Bạn sẽ thấy là các bạn học ra, bạn tự nhiên bạn thấy có cái chữ si này vô đúng không? Rồi ha sotsimida, chứ không phải hôm bữa chúng ta làm momo hetsimida. The bullshit, các bạn sẽ thấy cái này đúng không? Tại sao nó lại như vậy? Đấy, vì cái này nó cũng thể hiện kính ngữ của động từ. Cái này thể hiện kính ngữ của động từ nhé. Vậy thì đối với kính ngữ của động từ này, chúng ta sẽ phải lưu ý cho một câu. Vừa trợ từ của chữ ngữ, các bạn cũng phải sử dụng kính ngữ. Và sau đó kính ngữ của động từ, bạn phải làm như thế nào? Rất là đơn giản. Kính ngữ của động từ, các bạn thêm ư si hoặc là si, ư si hoặc là si. Ví dụ nếu khi nào thì dùng ư si, đó là cứ khi nào có phạc chim thì các bạn dùng là ư si, và khi nào có đuôi có phụ âm cuối thì các bạn dùng là ư si, còn trong trường hợp không có phụ âm cuối thì các bạn dùng là si. Ví dụ cô lấy luôn vào trong đây nha. Ở đây vẫn còn một cái điểm. Hai chữ này nè. Tăng phun y xe ơ. Ở đây bạn sẽ thấy là chữ ikta đi. Ikta là đọc. Ilku satsuni ka. Ilku sida. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn một cái này. Mình chỗ hơn. Và bản thân nó là một cái động từ có đuôi, có bạc chim ha. Vậy thì các bạn sẽ là cư si tà. Đầu tiên các bạn sẽ chim cái này trước cho cô. Cư si tà trước ha. Nếu trong trường hợp các bạn sẽ thấy là mọc tà. À mọc tà không được chứ, xin lỗi các bạn. Chữ cư ca tà. Thì cái chuyện này là Kasita. Rồi các bạn sẽ nói là Kumbu Hata. Cái chuyện này Kumbu Kumbu Hasita. Đầu tiên thì các bạn đổi như thế này. Rồi sau chúng ta học rồi mới học một chữ đó là Trung Trang Ân ca ta. Đi công tác ha. Chân trang ơi ca si ta. Đó. Thì các bạn sẽ lưu ý cho cô là ra đầu tiên là các bạn sẽ đổi nó thành si như thế này. Thêm thêm một động từ nào nữa đi. À, có phát chim nhỉ. Mai ha ta. Ước ta. Lê ghi ha ta. Vậy thôi, cô nghĩ là động từ nó có bằng chim nữa. Phát giả. À, chưa được. Nó học cái này thôi. Đầu tiên là các bạn lưu ý cái này cho cô nha. Và như thế là các bạn sẽ thấy ở đây còn một cái lưu ý nữa, mà chút xíu nữa. Và giờ này chúng ta sẽ có một cái động từ là sang giả, có nghĩa là sống. Sống thì khi mà đi chia vào câu ấy thì chữ santa là
chữ ri ưng này sẽ bị biến mất đi. Ri ưng khi chia vào trong câu bị biến mất. Bây giờ là biến mất, xin lỗi, chúng ta sẽ hiểu. Ở đây, đây bạn sẽ thấy là có một cái từ y tà. Y tà có nghĩa là đúng không? Vậy thì chuyển qua thành là Ishita. Ishita. Đó, nhìn ha, cái này bạn sẽ hiểu được trong mẫu này như thế nào. Đấy, biết sao lúc cô đánh máy cô lại tạo bỏ cái mic xuống dưới. Cho nên các bạn sẽ không nghe được. Cô phải dùng hai tay để đánh á. Bây giờ nghe được chưa? Nghe được chưa? Nghe được chưa các bạn? Rồi, bạn sẽ thấy ở đây mẫu câu này. Pumonim kesonen hanoye hanoye sashimita. Có nghĩa là sal sashita đúng không? Riêng biến mất đi. Riêng sẽ biến mất đi. Sashimita. Thì nó cộng với chữ si vô. Sashimita. Riêng sẽ bị biến mất đi nha. Pumonim kesonen hanoye sashimita. Bố mẹ tôi sống ở Hà Nội. 사장님 오늘 실무를 읽으셨습니까? 사장님 오늘 실무를 읽으셨습니까? Hôm nay giám đốc đã đọc báo chưa? 우리 선생님은 한국 분이세요. 우리 선생님은 한국 분이세요. Thầy giáo của chúng tôi là người Hàn Quốc. Cô giáo của chúng tôi là người Hàn Quốc. Rồi, cô sẽ mời một bạn đọc cái này giúp cô. Ai cô chưa đọc nha. Trinh. Trinh. Mời Trinh. Trinh đọc giúp cô ba câu này. Trinh đâu? Trinh ơi. Cô gọi bạn khác à. Tống Minh Trọng. Tống Minh Trọng có đó không? Không phải rồi. Xuân Trà. Xuân Trà. Nè. À, Xuân Trà đọc giúp cô ba câu này. Yeah. 부모님께서는 하노이에 사십니다. 사장님 오늘 실무를 읽으셨습니까? 정말. 우리 선생님은 한국 분이세요. 정말 잘했습니다. 끝에냐? 이거 잘하네. Rồi, một số lưu ý nha các bạn này. Có những cái động từ khi mà các bạn chia thành kinh ngữ thì các bạn không thêm si. Nhưng mà bạn sẽ có một cái động từ riêng để thể hiện cái kinh ngữ đó. Nhớ nha, có những động từ khi mà các bạn chia ở kinh ngữ, sử dụng trong cái hình thức kinh ngữ thì các bạn không thêm si. Không thêm si nữa mà các bạn sẽ có cái từ riêng của nó. Đây, ví dụ là itta thì có nghĩa là kesita, có hoặc là đang sống. Chata, ngủ. Chumusita, bản thân bên trong cái từ này đã có chữ si này ha. Chumusita và cái những cái từ này các bạn học thuộc lòng nha. Chết. Chukta, các bạn cho nói là bò heo gì đó chết thì các bạn sử dụng chukta. Nhưng mà một người lớn qua đời. Dorakasita. Thora Kosita. Rồi, ăn. Rồi xong cô nói một chút xíu cô nói lộn này. Mọc tà đúng không? Mọc tà thì có nghĩa là nếu mà kinh ngữ của nó là dùng tư si tà hoặc là chạp su si tà. Về học thuộc với cô nha. Rồi, marata. Marata là nói đúng không? Malsum hasita. Malsum hasita. Rồi, đây là một số những cái từ mà các bạn lên học thuộc. Ví dụ, 선생님 이 과일 좀 드세요. 선생님 이 과일을 좀 이 과일을 좀 드세요. 할머니께서 지금 주무십시오. 할머니께서 지금 주무십니다. Bạn sẽ đưa những cái câu đó. 드세요. 주무십니다. Các bạn sẽ đấy vô.
về học thuộc cho cô cái này nha. Cái này cô không cần gọi nha. Không cần hỏi nha. Về ví dụ số 3 với Iseo. Iseo, bun ita. À, ở đây thì cái này cô vừa nói là nó là động từ đâu người ta? Bạn không hiểu cái này đúng không? Ita là vậy thì chia cái ngữ của nó thành là i ishita, nhưng mà bạn chia với lại thành đuôi yo thì nó lại i se yo. Chia với đuôi yo thì nó i se yo ha. Ta Hanguk bun i se yo, hiểu được chưa? Dễ mà đúng không? Rồi, mở phá đi. Tiếp nào. Để xóa cả cái này không? Hiểu được chưa? Cô xóa cái này nhé. Rồi, tiếp theo. Khi mà chúng ta ngoài cái động từ mà chúng ta sử dụng kinh ngữ, nó có một số những bất quy tắc ta. Trong này chúng ta sẽ cần phải đối diện thêm một cái nữa, đó là những danh từ thể hiện bất quy tắc. Không phải là bất quy tắc danh từ mà thể hiện kinh ngữ, xin lỗi, không phải bất quy tắc nha. Động từ thể hiện kinh ngữ, danh từ thể hiện kinh ngữ. Chúng ta sẽ có một số những từ sau đây. Và cô lưu ý là các bạn học thuộc lòng. Học thuộc lòng giúp cô. Rồi, ví dụ như nhà thì các bạn đơn giản là cứ nói là chip 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 gì đúng không? Nhưng mà đối với trong trường hợp là bạn nói đến cái nhà của cái người lớn hơn tuổi bạn, các bạn sẽ dùng là tek tek. Còn sinh il là ngày sinh đúng không? Thì các bạn sẽ nói ngày sinh mà của những cái người lớn hơn ấy, các bạn sẽ dùng sử dụng là sinh xin. Sinh xin, sinh il, sinh xin nha. Còn thông thường các bạn ăn cơm không, các bạn sẽ nói là bạp bạp. Nhưng mà khi mà nói cơm dành cho người lớn thì các bạn là chín chi, chín chi. Học thuộc lòng những cô nha. Tek sang xin chín chi, tek sang xin chín chi. Hỏi còn trong trường hợp nó là irum là tên thì các bạn sử dụng là song hàm, song hàm. Còn nai là tuổi thì các bạn, đối với những cái người 40-50 tuổi trở lên thì các bạn phải dùng là yonse, yonse. Và vừa xong chúng ta sẽ có cái động từ là malhata, chuyển qua kinh ngữ là malsumhasita, malsumhasita. Vậy thì danh từ của nó là lời nói thì có nghĩa thông thường bạn chỉ nói là mal, nhưng mà lời nói dành cho cái người lớn tuổi hơn, bạn trân trọng cái người đó. Thật ra khi mà bạn nói ký ngữ dành cho người lớn tuổi, không chỉ riêng ngành lớn tuổi nha, mà trong trường hợp trong môi trường làm việc á, hoặc là môi trường có thể cái người đấy nhỏ hơn bạn, nhưng mà bạn thể hiện sự trân trọng của người đó, hoặc là thể hiện sự lịch sự, ví dụ trong một cuộc họp hay trong một cuộc phát biểu hay là một cuộc gặp, mang tính chất khá là trân trọng bằng người đó, bạn lần đầu tiên bạn gặp họ, hoặc là bạn gặp nó họ lần thứ hai thứ ba, nhưng mà người đó không phải là bạn thân của bạn, giao dịch với nhau trên hình thức là công việc, thì bạn vẫn sử dụng kinh ngữ với họ, không chỉ riêng đối với những người lớn tuổi ha. Thì như thế thôi. Saram pun, ở đây các bạn sẽ thấy một cái từ rất là ngày là... cô sẽ nhận là nên học đây. Yorobun, mọi người ơi, quý vị ơi, yorobun, quý vị. Sau này các bạn sẽ thấy ngay cái phim ấy, khi mà một số cái cảnh mà người ta đứng lên, người ta phát biểu á, bạn sẽ thấy sử dụng cái từ này khá là nhiều, khá là nhiều. Rồi, công việc của các bạn là gì? Về học thuộc lòng cái này giúp cô. Hai cái này, học thuộc lòng, học thuộc lòng nha, học thuộc lòng, học thuộc lòng nha. Cô không cho các bạn đọc mà cô cho các bạn về nhà học thuộc lòng. Rồi, tiếp theo. Rồi, chúng ta chỉ cần 2 phút. Chúng ta học hết cái này và chúng ta nghỉ nha. Nội dung vừa xong thì cô đã trình bày với các bạn rồi. Chúng ta sẽ sử dụng hình giản lược với lại từ ri ân.
với lại dành lược đối với lại phụ âm riêng. Tất cả những từ mà có phụ âm cuối là riêng. Ví dụ, salda, alda, mantinda, yanda. Nếu kết hợp với các phụ âm riêng, riêng phía phụ âm cuối sẽ bị mất đi. Đấy, đây là một hình thức bạn giản lược, giống như chữ san đào vào trong các bạn gặp si là sẽ bị mất đi đúng không? Thì đây, lại nha, cô nói lại ha. Giản lược đối với những từ mà riêng khi mà nó gặp phụ âm tiếp theo. Riêng, riêng, viếp, siót thì riêng này mất đi. Thì phụ âm riêng này sẽ mất đi. Ồ, đây hình như họ ghi sai cái này. Chỉ có riêng thôi, còn riêng, riêng sẽ mất đi, riêng không mất nha. Riêng còn ha. Riêng thôi nha các bạn nha, riêng thôi. Ở đây họ ghi sai ha. Và như thế là ví dụ, sai thành sa tà, cộng biếp, xăm gì tà. Yon tà, yon có nghĩa là mở. Yon, yo, yon. Thành thành do khi nó gặp siêu thì nó thành do sale, do sale, cái do si tả, do si tả. Ví dụ như thế này ha, vốn dĩ là do tả, do tả. Nếu mà bạn chuyển sang hình thức kinh ngữ, bạn sẽ thành là do si tả đúng không? Mà do si tả là sai, bạn phải chuyển nó thành là xin ta. Cái này mới là đúng ha. Hiểu chưa? Cũng tương tự vậy. Sao anh ta? Mà kia họ biết không có rõ, nhưng các bạn cũng cô sẽ làm cho các bạn. Tương tự nếu mà các bạn dùng là sao si ta, nếu mà theo đúng công thức rồi xong ấy, thì là các bạn sẽ dùng là sao si ta đúng không? Là sai ha. Bởi vì sai riêng nó gặp siốt thì nó sẽ bị biến đâm, nó bị mất đi. Ok. Tiếp theo. Anh ta. Anh ta là biết ha. Anh ta. Rồi. Cô ghi rất rõ nha, con này các bạn làm mà xài. Cô ghi rất là rõ nha, bạn này mà xài sai là không có được đâu ha. Tương tự như vậy, những cái kia cũng tương tự như vậy ha. Bạn lưu ý như thế. Rồi, cô sẽ mời một bạn đọc cho cô ví dụ này và hai bạn đọc cho cô ví dụ này và chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay nha. Còn ai chưa được đọc ta? Khang đọc rồi mà đúng không? Xuân trà rồi. Những bạn khác là Hồng Nhung Nguyễn. Gặp lại nha Khang. Khang đọc giúp cô nào. Khang ơi. Nè. Khang đọc cho cô ba câu này. Ni nơn bè thuê nam ấy. Sam nì tà. Đúng rồi. Chàng mù nơn. Giọng xe vô. Nụ ca kim kim pa pơn màn tư xe yo màn tư xe yo màn tư xe yo Khang vẫn bị đọc chỗ riêng là vẫn còn sai nha, vẫn còn sai nha. Riêng yeah. Em đọc nha. Rồi một bạn đọc nữa để cho cô nghe phát âm của bạn đó nào. Còn ai nữa đâu, tất cả đều giơ tay hết rồi, hết người giơ tay rồi ha. Queen, cô chưa gọi Queen. Nhanh theo kinh. Anh nhìn như thế chưa mẹ xăm nỉ ra. Chán mùa nữ gió xeo. Nụ ca kim pháp tư bán tư xeo. Vẫn là bán kim pháp tư xong mùa lư. Vẫn còn sai cái đó ha. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái này. Và như bài học của chúng ta là về nội dung học ngày hôm nay đã hết rồi nha. Công việc của các bạn chính là cái gì? Về coi lại những điểm ngữ pháp. Coi lại những điểm ngữ pháp ha. Học từ vựng.
coi lại những điểm ngữ pháp và đặc biệt học cái này cho cô. Học cái kinh ngữ của động từ và kinh ngữ của danh từ. Học hai cái này cho cô nha. Học trước để cho nó thuộc lòng cái đó rồi sau này mới sử dụng được. Và sau này bạn nghe, bạn nói chuyện với một ai đó, tại sao cô bắt các bạn học? Là bạn có thể đo được cái mức độ người ta trân trọng bạn như thế nào. Thì bạn nghe. Trân trọng đối với những người mình mới gặp người Hàn, họ trân trọng mình như thế nào, họ sử dụng như thế nào thì bạn có thể là phỏng đoán được. Cho nên cô yêu cầu là các bạn nên học ha. Rồi công việc thứ hai, bài hai kỳ thì hôm bữa vừa rồi cô có nói đây là cái buổi học thứ, chúng ta chỉ còn 5 buổi nữa thôi, thời gian học sẽ bị cắt ngắn lại rồi, rút ngắn lại rồi. Cho nên các bạn về nhà tập nói cho cô, luyện nói cho cô ha. Chúng ta không có thời gian học nói. Nên là tuần sau, khi mà ở thứ sáu khi vào học, chúng ta sẽ chuyển qua là học bài số 11 luôn á. Rồi. Bài học hôm nay tới đây là kết thúc rồi nha. Các bạn có câu hỏi nào cho cô không? Hay có yêu cầu gì không? Các bạn để lại bên dưới cho cô sẽ chuẩn bị cho các bạn vào buổi học tiếp theo.